Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh của Điện Máy Đặng Gia. Và hôm nay thì mời anh chị cùng em tìm hiểu cách lắp đặt và sử dụng máy trà sàn đơn Kumisai K1S88 nhé. Và chiếc máy trà sàn này thì Đặng Gia đã từng có video review trước đó rồi, anh chị có thể bấm vào đây để xem nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cấu tạo của chiếc máy này, thì nó sẽ gồm 4 phần. Đầu tiên là cần điều khiển. Thứ hai là có một thùng chứa hóa chất ở đây. Thứ ba là một motor công suất 1500W và cuối cùng là vị trí lắp bàn chải. Vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về phụ kiện đi kèm máy nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có một bàn chải cứng như thế này. Bàn chải cứng như thế này thì anh chị có thể dùng để trà những mặt sàn cứng như là sàn gạch như thế này nhé, hoặc là sàn đá hoa cương hay là sàn bê tông chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một bàn chải mềm như thế này. Bàn chải này thì anh chị có thể dùng để trải thảm hoặc là trải những mặt sàn mềm hơn như là sàn gỗ chẳng hạn. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một mâm gai gắn bát ở phía bên này. Mâm gai này thì sẽ sử dụng cùng bát, chúng ta gắn lại như này. Mâm gai và bát như này thì có tác dụng là đánh bóng mặt sàn nhé. Vâng ạ, và sau khi anh chị đã lựa chọn được phụ kiện phù hợp rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lắp phụ kiện vào máy nhé. Sau khi lựa chọn được phụ kiện phù hợp, ta đặt máy nằm ngang ra và lắp phụ kiện. Ta đưa chúng vào đúng khớp với máy rồi xoay ngược chiều kim đồng hồ là được. Lắp mâm gai cũng tương tự như lắp bàn chải, nhưng anh chị chỉ cần chú ý gắn bát trà vào ngay sau đó nhé. Tiếp theo, điều chỉnh chiều cao của cần điều khiển bằng chốt ở đây. Ta bẻ chốt ra, điều chỉnh chiều cao rồi đóng chốt lại. Chiều cao lý tưởng của cần điều khiển là ngang hông nhé anh chị. Sau đó, thêm hóa chất vào bình. Có một van điều chỉnh lượng hóa chất tiết ra ở đây. Bình hóa chất được nối với bàn trà bằng một ống dẫn cao su. Nếu muốn vệ sinh thùng này, chỉ cần tháo ống ra cho nước chảy ra ngoài là được. Xong xuôi, chúng ta cắm điện và khởi động bằng phần điều khiển ở đây. Phần này bao gồm cò khởi động và chốt an toàn. Ta cần bấm chốt an toàn vào trong thì mới bóp cò khởi động được nhé anh chị. Và khi máy chạy rồi thì ta có thể thả chốt an toàn ra. Cuối cùng là bắt đầu trà sàn thôi. Để máy hoạt động hiệu quả nhất, anh chị cần giữ mặt trà cân bằng, tiếp xúc đều với mặt sàn. Khi cần máy trà sang phía bên trái, anh chị ấn nhẹ cần điều khiển xuống. Khi cần máy trà sang phía bên phải, anh chị nhấc nhẹ cần điều khiển lên đến khi vừa ý. Tốc độ di chuyển của bàn trà sẽ phụ thuộc vào lực ấn, lực nhấc của anh chị. Ấn càng mạnh thì máy sẽ di chuyển sang phía bên trái càng nhanh và ngược lại. Anh chị lưu ý là máy theo cơ chế trà lui, nên anh chị vừa trà vừa lui về đằng sau giúp em nhé. Vâng ạ, và vừa rồi thì anh chị đã cùng Điện Máy Đặng Gia tìm hiểu về cách lắp đặt và sử dụng máy trà sàn đơn Kumisai K1S88. Anh chị còn thắc mắc gì, hãy để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp vào số hotline để được tư vấn thêm nhé. Điện Máy Đặng Gia xin chào và hẹn gặp lại anh chị